Hôm nay chúng ta học lời Chúa ở trong uh, Công vụ các sứ đồ đoạn 28 và trong đoạn cuối uh, của sách Công vụ các sứ đồ thì uh, chúng ta uh, được uh, kinh thánh ghi lại về việc mà lô ở hai cái địa điểm địa điểm thứ nhất đó là ông ở trong ở tại cái Cù Lao Manta tức là khi chìm tàu lấy một cái đảo lấy một cái cù lao mà trong đó có rất nhiều người cũng sống ở trong một cái một cái sự hướng dẫn của một vị tù trưởng và chúa cũng dùng follow để mà bày tỏ về đức chúa trời cho cái những người ở trong cái cù lao manta này ở trong phần kinh thánh này đó thì uh, trong cái nhận định uh, suy xét của tôi đó thì tôi thấy rằng là cái điểm nổi bật của cái kinh thánh này đó, đó là uh, chúng ta thấy uh, con người đó thì người ta sẽ thường đánh giá bề ngoài à. nhưng mà sẽ có lúc chúng ta cũng phải diện hướng dẫn người ta bởi ơn của chúa chúng ta phải hướng dẫn người ta để người ta Nhìn sâu hơn, xa hơn à, Những cái gì nó mang cái tính cách hời hợt Mang tính cách bề ngoài Bất cứ một người nào Ở một cái mức độ đơn sơ đó Thì tôi thưa quý vị Người ta chỉ nhìn bề ngoài mà thôi à, Người ta đánh giá một cái gì Thường thường người ta chỉ nhìn cái gì Nó hấp dẫn ở bên ngoài Màu sắc hoặc là kích cỡ Nó lớn Chẳng hạn như một gốc quà Thì người ta Những người ở một cái trình độ thấp Thì người ta luôn luôn là chọn Cái một gốc quà nào đó Với cái kích cỡ như thật là lớn hoặc là những cái màu sắc ở bên ngoài đó nó hấp dẫn nó đẹp thì người ta thường thường là chọn lựa nhưng mà những người hiểu biết đó thì thưa quý vị người ta lại nhìn xa hơn người ta nhìn ở bên trong chứ không phải người ta chỉ nhìn bề ngoài những người đi buôn ngọc chẳng hạn người ta không có nhìn bề ngoài nhưng mà những người trải qua cái kinh nghiệm của họ thì có khi những cái viên đá mà dường như nó sần sùi nhưng mà biết đau được đối với họ đó là những viên ngọc quý. Những người đi tìm kho báu cũng vậy, không phải là họ nhìn bề ngoài nhưng mà họ phải thấy ở bên trong sâu ở trong lòng đất nơi nào nó có kho báu. Thế thì đời sống của tôi và quý vị ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng sẽ sống với những người gọi là người trần mắt thịt này. Người ta chỉ nhìn bề ngoài và người ta cũng sẽ khen chê dựa theo bề ngoài, phê phán theo bề ngoài. Và khi Paulo ở tại Cù thì ông đã gặp một cái trường hợp đó là một con rắn, à, một con rắn độc nó đã quấn vào trong tay của Paulo. À, và những người ở thổ dân ở đây thì người ta nghĩ rằng ông Paulo là một người vừa là phạm nhân rồi nhưng mà đại bây giờ là người ta nhìn ông là một người gian ác nhất xấu nhất là bởi vì ông ta đã thoát chết ra khỏi cái việc đám tàu nhưng cuối cùng ông sẽ bị một con rắn độc giết chết như vậy thì người ta nói với nhau sầm xì với nhau rằng ông này là một người rất xấu rất là gian ác cho nên cũng không thoát chết được mặc dầu đã thoát khỏi cái cuộc đám tàu à. rồi không bao lâu sau đó khi mà ông Paulo không bị hề hấn gì đối với con rắn độc này thì người ta quay trở lại và người ta nói rằng ông này như vậy là một vị thần. Đấy. Và từ cái chỗ đó thì quý vị thấy rằng ông Phaolô đã có cơ hội để mà bày tỏ về Chúa. Ông đã cầu nguyện chữa lành cho người cha của vị tù trưởng và nhiều người bệnh tật đã đem đến cho ông và cũng được chữa lành. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng trong cuộc sống của tôi và quý vị có thể ở bước đầu chúng ta bị chê cũng đừng bao giờ mà chán nản có thể chúng ta bị lên án có thể chúng ta bị ruồng bỏ có thể chúng ta bị bạc đãi giống như trường hợp của uh, joseph cái bị thấy đó joseph đã bị các anh của mình uh, nghĩ xấu bạc đãi bán uh, để làm nô lệ rồi ở trong nhà của Potiphar thì joseph cũng bị oan uh, ức là người ta cho ông là một người gọi là xấu uh, một người mà không có đạo đức uh và thậm chí là bị bỏ tù vì cái vấn đề gọi là hãm hiếp phụ nữ và quý vị nhìn là tất cả những điều này để chúng ta thấy rằng bề ngoài thì người ta thường hiểu lầm lắm cho nên đôi khi chúng ta cũng sẽ bị những cái người ta bề ngoài người ta hiểu sai về đời sống của chúng ta kinh thánh nói về chúa giêsu cũng bị hiểu lầm như vậy à. trong Esa 53 nói rằng là Chúa Giêsu được sinh ra à, ngày lớn lên như một cái chồi như cái rễ ra từ đất khô À, người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ và chúng ta xem thấy người cũng chẳng ưa thích. <laughs> có nghĩa là nhiều người không ưa thích chúa à, quý vị đọc những câu đó thì quý vị thấy là rõ ràng là người ta tưởng rằng đức truy sâu bị Đức Chúa Trời trừng phạt. À, trong lúc người mang gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà có người lại nghĩ rằng Ngài đã bị À, đức chúa trời đánh và đập và làm cho khổ khổ đấy tức là tất cả những cái điều này quý vị thấy đó là có sự hiểu lầm cuộc đời của phaolô cũng vậy người ta cũng hiểu lầm ông là một người à, gian ác để nổi người ta quyết tâm phải giết ông phaolô người ta coi ông là đồ ô dịch phải chết đi không có đáng để mà sống mà, thầy tí lễ cả là để đơn để mà kiện ông rồi những người đa người ta gọi là hùa theo người ta kiên ăn để mà Lập mưu mà giết ông Paulo Và họ dùng đủ mọi cách để mà giết ông Paulo Nhưng mà không được Như vậy thì quý vị thấy đó cái lòng người Nó thật là kinh khủng Và cuộc đời của chúng ta có thể là Bị hiểu lầm Chứ không có phải là chúng ta sẽ được Người ta hiểu đúng hết đâu Cũng có khi chúng ta được người ta Khen ngợi Vì chúng ta sống một đời sống đạo đức Vì chúng ta bày tỏ Về cái mùi thơm của tinh lành chẳng hạn như bây giờ ở tại việt nam thì tôi thấy người ta cũng bắt đầu khen tin lành rồi đấy trước kia người ta coi tin lành là đạo của mỹ phản động là những người c uh, uh, gọi là làm trong tình báo cia thế thì nhiều người đã hiểu lầm về chúng ta lắm và thậm chí quý vị đọc trong lịch sử thì họ cũng hiểu sai họ cho rằng là những người theo đạo là bỏ ông bỏ bà rồi thời của La Mã thì người ta cho rằng đó là những người mà khi mà dự tiệc thánh là người ta người ta vu cáo người ta nói rằng đây là những người mà giết người ăn thịt và uống máu thì rõ ràng đây là những người giết người phải không? cái đạo ghê quá và người ta xuyên tạc rất là nhiều cho nên điều đó là điều mà chúng ta phải đối diện tuy nhiên làm cách nào để chúng ta đắc thắng những điều này? chúng ta nhìn vào follow và chúng ta thấy ông follow không vì lý do đó mà ngồi để phân bua để mà giải thích hoặc là chán nản bởi vì tại sao người ta nói mình như vậy nhưng ông vừa cứ bám lấy chúa và ông nhận biết rằng đức chúa trời phải đưa ông vào những cái khó khăn thử thách để mà làm sáng lên à, giữa một cái đêm tối để mà có thể bày tỏ về quyền năng của đức chúa trời ở giữa một cái xã hội giữa những con người rất là yếu đuối À, trước cái quyền lực của của quỷ ma và trong cuộc sống Paulo phải đối diện rất nhiều những cái đau khổ để minh chứng được rằng đức tin vào chúa có thể đắc thắng tất cả những đau khổ những hiểu lầm những vu oan và thậm chí là những cái quyền lực của đời này tìm cách để mà giết hại chúng ta thì quý vị thấy là chúa giêsu Phaolô đã đắc thắng những con người này à nó minh chứng cho chúng ta thấy được là đức chúa trời là đấng quyền năng và quyền phép của đức chúa trời sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả, đắc thắng tất cả. cho nên à, chúng ta đừng có ngại và cũng đừng có buồn khi mà người ta nhìn bề ngoài. nhưng mà phần của chúng ta đó hãy cẩn thận bởi vì chính chúng ta nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta cũng bị cái sự cám dỗ để có thể chỉ nhìn về bề ngoài mà thôi. và rất nhiều người theo chúa vẫn cứ nhìn vào bề ngoài chỉ nghĩ đến việc của đời này và quý vị biết rằng khi chúng ta nghĩ đến việc đời này và nhìn bề ngoài thì chúng ta là đi theo thế gian chứ không phải theo chúa theo chúa là chúng ta phải nhìn bề trong ngay cả vấn đề mà chúng ta thay đổi chăm sóc cũng là những cái gì nó mang cái tính cách bề trong chứ không phải bề ngoài nếu quý vị đọc kinh thánh quý vị thấy đó, Paulo nói rằng là đừng có chú trọng quá nhiều về bề ngoài như là những cái điều mà nó trang sức bề ngoài những cái chuyện mà dốc tóc đeo vàng hay là vân 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 những cái đó đừng có qua nó quá trọng điều đó không có nghĩa là follow chống lại cái việc mà chúng ta chăm sóc bề ngoài nhưng mà nếu chúng ta coi nó là quan trọng đến nỗi chúng ta không quan tâm gì đến bề trong thì tôi thưa quý vị là chúng ta đã sai lầm chúng ta đã mắc bẫy của ma quỷ đấy cho nên á ở trong kinh thánh kêu gọi là chúng ta phải trao dồi người bề trong của chúng ta và đừng có quan trọng cái người bề ngoài cái người bề ngoài của chúng ta đó đôi khi nó là vậy mà không phải vậy <laughs> quý vị thấy đó Phải không còn có những người quý vị thấy bề ngoài họ rất là đẹp nhưng mà bên trong nó rất là xấu nếu họ không chăm sóc gì cả nếu họ không quan tâm để trao dồi đức hạnh thì tôi thưa quý vị rằng những con người đó thì cũng vắt đi thôi giàu cho họ có đẹp thì tôi thưa quý vị cũng không có làm được gì cả. Sau một cái thời gian quý vị sẽ thấy rằng nó vô giá trị. À, người Việt Nam mình cũng cũng thường nói cái câu là tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. À, Sáu người đẹp nét thì nó hơn chứ. Vì vậy đó cho nên chính chúng ta là những người theo Chúa thì chúng ta cần phải để ý đến cái người bề trong. Chứ đừng có căn cứ vào bề ngoài. Ha, nếu chúng ta đọc uh, kinh thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng lời của Chúa dạy rằng ha. Chúng ta không có nên bề ngoài, cứ bề ngoài mà xét đoán. Văn đoạn 7 có 24 thì nói rằng đừng cứ bề ngoài mà xét đoán. Đừng cứ nhìn bề ngoài mà phê phán xét đoán. Nhưng mà phải xét đoán theo cái lẽ công bình. Như vậy thì là những người theo Chúa chúng ta đừng, có, đừng có nhìn bề ngoài, đừng có thấy ai đó lên chức cái mình nịnh người ta. Đừng có thấy ai giàu có hay là được cái gì đó cái mình cứ nghĩ là người đó được phước. Còn những người nào mà nghèo như Lazarus cái mình cho rằng đó là một người bị chú phạt. Đừng có nói câu này Tôi thưa quý vị rằng à, Những cái hoạn nạn và những khó khăn đó Là ai cũng bị hết Chẳng hạn như Chúa Giêsu bị Vậy là, là chú, bị bị Chúa phạt sao Thấy chưa Ông Phô Lô đương bị tù như vậy là ông bị Chúa phạt sao Cho nên mình nói câu này nó sai Nó sai ở cái chỗ là mình nhìn bề ngoài Cho mình mình xét đó Nó không có đúng Nhưng là ông Phô Lô ông bị tù như vậy là Ông là cái người bị Chúa phạt đó. Chúa Không chuông ban phước cho ông Ông đi học với Chúa mà ông bị đủ thứ hết Như vậy là rõ ràng Phô Lô không có tốt như vậy quý vị nói câu đó được không hay là quý vị nói rằng chúa giêsu bị đóng đinh như vậy là là như vậy là bị là vấn đề là do là cái điều gì đó, đó. cho nên người ta mới giết chứ không có lửa tại sao có khói mà, mà người ta ghét dữ vậy chúng ta không thể nói như vậy được và đó là cái lý luận mà của của ma quỷ cái lý luận mà của những người thế gian người ta không có nhìn xa nhìn sâu hơn cũng giống như mình nhìn thấy thấy cái gì ai mà chớp chớp nhón nhón là mình cứ nghĩ đó là kim cương đó là vàng <laughs> không phải đâu hả vì gì thấy vậy nhưng mà không phải vậy còn quý vị thấy có nhiều cái nó dường như nó không có không có chớp nhón gì hết nhưng mà coi chừng cái đó là những cái điều quý giá sao vì vậy cho nên chúng ta đừng có nhìn bề ngoài à à follow nói thế nào cô Linh tôi nhì đoạn 4 của 16 vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng giàu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổ mới càng ngày càng hơn vậy thì chúng ta phải đổi mới cái người bên trong càng ngày lắm. Còn người bên ngoài thì nó phải sao theo thời gian chúng ta phải già đi. Đúng không? Theo thời gian chúng ta phải xấu hơn chứ. Làm sao mà đẹp hơn được? Bây giờ mình hồi đó mình 30 tuổi, bây giờ mình 60 tuổi rồi từ 70, 80 thì chắc chắn là càng ngày cái 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 sức khỏe và sắc đẹp của mình nó sẽ đi xuống. Nhưng mà người bên trong chúng ta thì sao? Càng ngày càng đổi mới đó là điều mà nếu chúng ta không trau dồi, nếu chúng ta không có nhờ cậy Chúa để sống với con người bề trong, thì tôi thương quý vị rằng chúng ta sẽ buồn lắm. Chúng ta chỉ lo bề ngoài thôi thì lo không có nổi đâu, không ai chống cự nổi với tuổi già, không ai mà có thể là vượt qua để mà chiến thắng tất cả. Thời gian nó rất là tàn ác, nó sẽ làm cho chúng ta già nua và bệnh tật và chết đi. Cho nên Chúng ta lo cái điều mà chúng ta lo và chăm sóc đó là người bìa trong của chúng ta. Cô Tư nhiều đồng 4, có 16. Con người bề ngoài giàu có cái gì nên đừng có buồn. Đừng ngã lòng. ha, à, nhưng mà chúng ta vui mừng lên bởi vì người bìa trong của chúng ta càng ngày càng đổ mới. Càng ngày chúng ta sẽ được vào nước thiên đàng gần hơn. À, và chúng ta được phước hạnh của Chúa chứ đừng có ngồi nghĩ xa. Bây giờ mình thấy Chúa nhiều năm quá mình vẫn nghèo người ta không theo chúa ta giàu chứ đâu cần gì phải theo chúa đâu đúng không đâu cần gì theo chúa mới là được thăng chức đâu những người bên ngoài người ta cũng được vậy và nếu chúng ta nhìn bề ngoài đó chúng ta sẽ buồn vấp phạm nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào người bề trong chúng ta biết chắc là chúng ta được được chúa ở bên trong mình chúa ban bình an chúa ban vui mừng cho chúng ta ở bên trong và trong tương lai không bao lâu xa nữa chúng ta sẽ được vào nước của Chúa và chúng ta sẽ được hưởng một cái gia tài rất là lớn. Chúng ta sẽ được sống một đời sống gọi là mãi mãi ở bên Chúa và bên những người thờ phượng Chúa hầu vị Chúa. Anh em của chúng ta, chị em chúng ta sau này là như thế đấy. Là chúng ta sẽ được rất vui mừng bởi vì chúng ta được ở trong Chúa. Cho nên hãy vui mừng lên quý vị À, xin chúa giúp để cho tôi và quý vị giữ cái một cái đời sống và là quan tâm chăm sóc cái người bị tâm Ti bùa thi nhì động ba cô năm bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng mà chối bỏ quyền phép của nhân đức đó những kẻ thì ấy còn hãy tránh xa đi. Ti bùa thi nhì động ba cô năm nhưng mà thì quý vị thấy đó là đừng có sống theo bề ngoài có nhiều người vậy nó theo chúa đó ở trong đạo nhưng mà cũng là bề ngoài thôi họ họ giữ điều nhân đức họ tỏ ra đạo mạo lắm ở theo chúa họ biết chúa họ tin Chúa, họ hầu vị Chúa nhưng mà thật sự ra bên trong không có, không thật như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là những con người mà chúng ta đang chúng nên tránh đi bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống giả hình mà chúng ta bị lôi kéo vào. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta sẽ à, vinh vào Chúa, nhờ cậy vào Chúa, đi với Ngài, ở trong Ngài thì tôi tin rằng à, đến đến cuối cùng người ta sẽ khen ngợi của chúng ta. Giống như trường hợp của Lô ở đây, mới đầu bị chê, sau đó được khen ngày xưa khi mà ông rao giảng khi ông đi ra thì cũng bị người ta ghét lắm và thậm chí tôi thưa quý vị rằng khi ông vào trong tù dĩ nhiên là nhiều người đa nhiều người do thái mà theo đạo juda thì ghét ông phô rồi nhưng mà có những anh em đi theo chúa những anh em tin chúa cũng vẫn có những người gọi là ông phô ông gọi là anh em giả dối ông nói rằng tôi nguy rất gặp rất nhiều những nguy hiểm nguy trên sông bến nguy với quân trộm cướp nguy với cả anh em giả dối nữa à, anh em giả dối của mình làm cho mình buồn lắm à, nhưng mà ông phô lô nói là có hề gì đâu tại sao như thế tại sao mà phô lô và vẫn vui và vẫn bình an ở trước tất cả những cái tiếng khen chê trước như gọi là thị phi của của cuộc đời miệng đời lý do là bởi vì ông bám lấy chúa Ông nói là tôi chỉ làm một điều đó thôi là nhắm đến cái mục đích mà tôi đi đó là đi theo đấng Christ, bắt chước Chúa thôi. Còn đời này mặc kệ người ta, người ta nói gì kệ người ta. Đừng có quan tâm. Bởi vì có nhiều người cứ để ý đến những người chung quanh ấy là cô chừng chúng ta xem đi lạc đấy quý vị. À, ông Phaolô nói rằng hãy quên đi. Quên lẫn những chuyện bên lề, những chuyện đằng sau, bỏ nó đi. Bươn tới những điều đằng trước và bươn tới để mình được vào nước thiên đàng để mà được sống đời đời để mà mình được phước hạnh trong chúa tôi nghĩ đến điều đó thôi mỗi ngày nhiều khi suy nghĩ đi thì tôi rất là vui mừng tôi cảm thấy vui mừng lắm cảm thấy rằng cuộc đời của mình đi theo chúa thì quá tuyệt vời bởi vì mình được biết chúa và được hầu việc ngài và sau này mình sẽ là giàu có ở trong nước của chúa sau này mình sẽ được nhiều người khen nhiều người họ sẽ khen chúng ta bởi vì chúng ta chọn đúng chúng ta đi đúng chúng ta bước đi với chúa và chúng ta được rất nhiều những cái điều tốt lành à, ở đời này thì rõ ràng là chúa cũng có ban phước chúa cũng an ủi khích lệ mình nhưng mà theo tôi thì nó chưa phải là tất cả nó chưa phải là cái lúc mà để chúa ban thưởng cho chúng ta thật sự à, sau này chúng ta sẽ được đây là điều chắc chắn vì vậy cho nên ở đây mình thấy ông Follow sau khi mà ông ta trải qua rất nhiều và ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thậm chí như là bị chìm tàu rồi bị con rắn quấn vào ông Paulo cũng không cảm thấy gọi là gọi là bị trao đảo không cảm thấy buồn bã và nghi ngờ gì hết nhưng mà ông biết chắc một điều đó là Chúa ở với mình cái điều mà ông yên tâm vui mừng đó là Chúa ở với ông ta đó là điều mà ông ông rất là cảm thấy tự tin và cảm thấy thỏa lòng cảm thấy à, vững vàng rất là vững vàng và ông luôn luôn rao giảng quý vị để ý đi ông vô bất cứ một cái hoàn cảnh nào ông ở bất cứ nơi nào ông đi bất cứ nơi nào và ngay trong những cái tình huống mà không thể giảng được như mình nói như là bị tù mình sao giảng và à, mang xiềng xích làm sao giảng được nhưng mà Phaolô vẫn rao giảng đó là điều mà chúng ta rất là cảm ơn Chúa và tạ ơn Chúa à, Chính vì cái tinh thần gọi là hăng sai, nhiệt tình, rao giảng. Và mục đích của ông rất là rõ ràng đó là càng nói về Chúa và càng đưa nhiều người vào nước thiên đàng chừng nào thì ông vui mừng. ông Đó là cái điều mà khi ông vui. Và ông đã làm được điều này. À, bất cứ chỗ nào ông ở trong tù, ông ở đâu. Quý vị thấy rằng ông cũng đều tận dụng để mà rao giảng. Và ở đây, Paulo ở đó 2 năm tại một nhà trọ đã thuê người tiếp rước tất cả mọi người đi thăm mình và giảng về Đức Chúa Trời và dạy dỗ và được Chúa Jesus một cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cắp người hết. Người thấy chưa? Và sách của một sư đồ kết thúc bằng một cái câu mà mở ra rằng Phaolô rao giảng về đạo của Chúa và không có ai ngăn cấm. Ông đã rao giảng dạy dỗ về Chúa Jesus một cách tự do trọn vẹn. <laughs> cái câu Một rao giảng một cách tự do một cách trọn vẹn đó là cái, những cái từ mà tôi đọc tôi cảm thấy tạ ơn Chúa lắm. Ông rao giảng mà không có thấy bị một cái gì đó gọi là cản trở không ấy. Tự rất là tự do. Ông nói trong thánh linh. Ông rao giảng mà ông cảm thấy rằng Chúa dẫn dắt ông và những gì mà có thể làm, cần làm, cần rao giảng, ông đều rao giảng hết chứ ông không có ngại sợ có nhiều người ví dụ như mình giảng cho này không dám giảng lớn lắm không có dám mà nói ở trong cái hoàn cảnh này có thể là bị người này giống như Việt Nam đôi khi mình thấy mình rao giảng có nhiều người cứ giảng mà cứ ngó khi mà có một lần tôi tôi à, lúc đó à, tôi cũng ở Mỹ rồi tôi về để mà giảng thăm một cái hội thánh thì cái hội thánh đó người ta mời tôi giảng rồi ông một sư đó ông quý tôi lắm ông không dám mời á đó nhưng mà ông quý lắm ông mới mời tôi giảng bởi khi mà tôi giảng thì ông không có dám ngồi ở dưới đó đâu mà ông phải đi vòng vòng ở những nhà thờ ông sợ cứ sợ là nó sẽ xảy ra một cái chuyện gì đó Cái gì thấy ông trong cái hoàn cảnh là người ta lo lắng lắm không có tự do đâu không có tự do mà rao giảng nha nhưng mà ở đây kinh thánh nó là phô lô tự do mà rao giảng ông rao giảng không dường như không có cái điều gì hoặc là là, là 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 trước mắt hoặc là nó mang cái tính cách vô hình thôi nha nhưng mà cái áp lực đó nó làm cho ông không còn tự do nữa và chúng ta cảm ơn Chúa lắm đây là cái tinh thần của Phaolô sở dĩ ông tự do và ông giảng một cách đầy đủ một cách trọn vẹn là lý do là bởi vì ông luôn luôn ở với Chúa ông luôn đi với Chúa đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh còn nếu mà theo bề ngoài thì tôi nghĩ rằng làm sao tự do được ông đương bị bắt ông đương ông đương gặp khó khăn thấy không cũng như cái lúc mà ông giảng cho vua Agrippa đó quý vị thấy với vua họ đâu có nghe họ có tin đâu và với những chính quyền những người chính quyền bây giờ thì làm sao mà ông đương bị xiềng vì cái lý do ông giảng đạo mà bây giờ ông tiếp tục ông giảng nữa thì chắc là gọi là gọi là không bao giờ có cơ hội đi ra hết nhưng mà follow lô không hề vì những cái điều đó mà ông ta dừng lại ông ta giảm bớt hoặc là ông ta gọi là chẹt hướng trong cái vấn đề mà rao giảng đây là điều tạ ơn Chúa rất tạ ơn Chúa về điều này và xin Chúa giúp cho tôi và quý vị nhất là những người hầu vị Chúa xin Chúa cho để chúng ta thật sự tự do trong thánh linh chúng ta thật sự ở trong sự dẫn dắt của Chúa chứ không có nghĩa là chúng ta bị một cái sự trở ngại nào hết và chỉ có Chúa Thánh Linh ở với chúng ta chỉ có cái niềm tin tuyệt đối vào nơi ngài để mới có thể giúp cho chúng ta có thể thực hiện thực hành cái chức vụ của mình một cách nó đầy trọn được. À. Và xin Chúa giúp để tôi và quý vị giống như follow ở đây. Dầu trong cái hoàn cảnh nào, dầu bị đám tàu, dầu bị rắn lục cắn, dầu cho bị người ta nói xấu, ha, bị người ta chê bai mình. Thì tất cả những điều này không ảnh hưởng gì hết Mà nếu quý vị đọc thư Philip Quý vị thấy follow nói Có hề gì đâu Ông nó không có hề gì với ông hết Ông đương vui mừng Và sẽ còn vui mừng nữa Không có điều gì làm cho ông buồn hết đó. Không có điều gì làm cho ông bất mãn cho chán nản bỏ cuộc hết. Vì vậy cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, các anh chị em nào đương học với Chúa và có những điều mà người ta phê phán, những cái điều mà quý mình thấy thật thật ra trong chức vụ học với Chúa có nhiều chuyện buồn lắm. Nhưng mà anh em đừng có buồn. Anh em hãy nhìn vào Chúa. Anh em hãy bước đi với Ngài thì nguy hiểm khó khăn những cái chuyện người ta kích bác, những chuyện người ta nói xấu mình nó sẽ qua đi hết còn nếu mà chúng ta không bám lấy chúa mà chúng ta cứ viêm vào sức riêng mình chúng ta không đủ sức đâu à, chúng ta sẽ buồn chán chúng ta sẽ bất mãn và tôi thấy có nhiều anh em của tôi những người hầu vị chúa à, họ đã bỏ cuộc là lý do là bởi vì họ nhìn vào cuộc đời này và họ nhìn vào những bề ngoài tại sao tôi đi hầu vị chúa tôi hy sinh mà à, anh em lại đối xử với tôi như vậy tại sao mà bạc đãi vậy tại sao mà xử tệ như vậy và cuối cùng những người đó đã bỏ chức vụ nhưng mà tôi thấy có một điều là nếu mình bám lấy Chúa, mình ở với Chúa thì lúc nào Chúa cũng bù cho mình hết. Chúa cũng thêm sức cho mình hết. Chúa cũng dẫn dắt mình hết. Thì không có cái điều gì làm cho mình chán nản hết. Không có điều gì làm cho mình bỏ cuộc hết thưa quý vị. Đó là điều mà tôi trải qua trong nhiều năm hầu với Chúa. Tôi thấy rằng cái chuyện người ta khen mình thì cũng thiếu gì. Nhưng mà người ta chê mình thì cũng cũng không phải là ít. Cái chuyện đó nó bình thường lắm. À, và thậm chí người ta có thể tìm cách để mà ta hại mình nữa tuy nhiên nếu mà mình không bám lấy Chúa thì mình chán nản nếu mà không ở với Chúa thì mình sẽ bị che thật sự đấy nhưng cảm ơn Chúa khi mà bám lấy Ngài đi với Ngài thì đến cuối cùng đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa đến cuối cùng chúng ta sẽ được mọi người nhận công nhận à, người ta sẽ nhận ra được là chúng ta có phải thật sự là bước đi với Chúa hay không? Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta chọn lựa cái con đường là gì? Giống như follow đó là bám lấy Chúa, à, quên hết mọi sự, đừng kể gì hết, mà chỉ có chăm chú nhìn vào mục đích à, của mình. Mục đích đó là gì? Là Chúa Giêsu. À, hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin trong Hebrew đó. À, Hãy nhìn xem Ngài. Và đừng nhìn vào bất cứ điều gì Đừng nghe bất cứ ai Mà hãy nghe Chúa Đừng nhìn vào ai mà hãy nhìn vào Chúa Đừng hỏi ai hết á mà hỏi Chúa Thì tôi tin chắc rằng Chúng ta sẽ đắc thắng Và chúng ta sẽ đi trọn cái hành trình Theo Chúa và hành trình phục vụ Ngài Xin Chúa ở cùng chúng ta và xin Chúa ban phước để đời sống của tôi và quý vị sẽ là những đời sống được phước hạnh. Và đến cuối cùng, chúng ta sẽ giống như follow. Chúng ta sẽ được được À, như pho nói là bây giờ mọi sự mão triều thiên đương chờ đi tôi nhiều điều tốt lành đang chờ tôi và không phải một mình tôi đâu nhưng mà những kẻ nào yêu mến sự hiện đến của đức chúa những kẻ nào mà nhắm mục đích mà chạy đi giật giải và sự kêu gọi trên trời thì những người đó sẽ là những người rất là vui mừng và xin chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta có thể à, tới một cái 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 trình độ tới một cái tinh thần gọi là cái tâm tình giống như follow tâm tình giống như là đăng Chris vậy thì khi đó quý vị sẽ à, co thường hay tất cả những cái đau khổ của trần gian này và chúng ta sẽ bước đi ở trong ánh sáng của Chúa thật sự chúng ta sẽ vững vàng à, bất cứ một hoàn cảnh nào dù có đi qua trũng bóng chết đi nữa chúng ta cũng không hề sợ hãi điều gì xin Chúa ở cùng và xin Chúa ban phước chúng ta và xin Chúa cho chúng ta đi chúng ta mạnh dạng để chúng ta vui mừng lên và không có hèn nhát, không có sợ hãi, không có vì những cái tiếng nói của người đời, của khen chê của ai hết mà mình sợ hết. Bởi vì người đời bữa nay người ta chê, ngày mai người ta khen, hôm nay người ta khen, ngày mai người ta chê, chuyện đó bình thường lắm. Chỉ có Chúa khen mình, chỉ có những người tốt thật sự sau này những người hiểu biết người ta sẽ khen quý vị. Bởi vì quý vị đã chọn làm con của Chúa thay vì con của ma quỷ, quý vị đã đi vào con đường hầu vì Chúa thay vì hầu việc ma quỷ. Đấy, chúng ta sẽ được khen ngợi. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta mạnh mẽ lên, vững vàng lên để rồi chúng ta đi trọn cái con đường theo Ngài. Và chúng ta sẽ không hổ thẹn. Ông Paulo nói tôi không hề hổ thẹn. Không hổ thẹn về tin lành đâu. Đó là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Xin Chúa ở với chúng ta, xin Chúa ban phước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta dành thì chúng ta cầu nguyện quý vị.